Em uh, xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng uh, quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em Trong cái video này mình sẽ tham gia khai thác Tóc cành sàn anh chị ha Đó là cái tên sàn á, là quy Sàn này là đối tác lớn của cái sàn Rimitano Hiện tại cái sàn này cũng đã giao dịch này kia đồ rất là ok rồi Và cái kèo này á, cũng ra một thời gian nhưng mà hôm nay mới chia sẻ cho anh chị nha Nói chung là nhất coi sàn gì coi ví chúng ta không nên bỏ qua. Lúc trước thì chúng ta cũng đã tham gia khai thác cái đồng uh, Renet của sàn Gimi rồi thì lúc mà nó cái đỉnh của nó cũng hơn 3 đô đúng không ạ? Đó, nhưng mà bây giờ cái giá nó thì cũng tình hình chung anh chị ơi. Nó còn có khoảng là gì ạ? 8.115 đồng. Ở đây chị thấy cái giá Renet trên cái sàn Gimi đây. Đó, nói chung là kẹo ri mà chúng ta vẫn có tiền ha. Rồi bây giờ nè, trong cái video này em sẽ chia sẻ anh chị tổng quan về cái sàn coi sao vi cũng như là tổng quan về cái dự án của họ. Cái thứ hai nữa thì chúng ta tiến hành đăng ký và chúng ta khai thác. Đối với cái đồng này chúng ta khai thác nó cũng tương đối là rất là ít anh chị nha, không có nhiều đâu, anh chị phải kiên trì mới được. Ai thấy được thì tham gia, không được thì chúng ta có thể chờ kẹo khác ha. Đầu tiên á, anh chị sẽ vào cho em trong cái Twitter nay nó là ít đó. Anh chị sẽ gõ cho em cái. Anh chị đây nè. Anh chị gõ cho em chữ là coi Savi ha. Đây. Một exchange đáng tin cậy được thiết kế cho hành trình hiểu biết coi của bạn ở đây là cái sàn họ đã giao dịch và họ cũng thường xuyên update những cái thông tin những cái đồng nào mới list trên đây hay này kia thì anh chị cũng có thể là soi vào để mình tìm hiểu anh chị nha có khá là nhiều nè đó bây giờ cái cách đăng ký thì chúng ta sẽ đăng ký và chúng ta khai thác trên cái app luôn thì cái link đăng ký em sẽ để dưới phần mô tả nha anh chị cái link đăng ký dưới phần mô tả nha anh chị nhấp vào anh chị nhấp vào nó sẽ ra cái giao dịch như thế này trên xe luôn. Trên App so thì em không biết là có chưa, em nghĩ chắc có đó. Nếu mà anh chị nhấp một cái link mà nó không ra được như thế này hoặc nó không cho tải thì anh chị có thể vào ngay trong xe Clay. Bỏ cho em cái chữ là coi sao quy luôn anh chị. Chị thấy nè ha. Đó có hơn 50.000 được tải xuống. Đây chúng ta nhấp vào cái chữ cài đặt. anh chị nhấp vào cái mục mở nha chúng ta có thể là cho phép gửi thông tin hoặc là không anh chị tùy ha rồi ở đây nè đây là cái giao diện chính của cái cái sàn để em xóa cái đây nó bị lỗi này có thể do cái điện thoại em anh chị ha, chứ không phải cái sàn đâu. Ở đây anh chị sẽ thấy nè, nó có một cái chữ là block hoặc là register ở giữa màn hình nè, chúng ta nhấp vào đây ha. Ở đây anh chị có hai cái dòng để chúng ta đăng ký, có thể đăng ký bằng cái Google hoặc là đăng ký bằng cái email. Ở đây anh chị nhấp vào cái chữ E nào phía trên bên phải nè, chọn cho em cái chữ tiếng Việt nha. Ở đây có hai cách đăng ký em đã em vừa nói đó, nếu mà anh chị chúng ta đã có cái sàn game Bitano rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái Google này để một lát chúng ta đồng bộ qua luôn chúng ta không cần phải KC còn anh chị nào mà chưa có cái sàn game Bitano thì chúng ta sẽ đăng ký bằng cũng bằng cái Google luôn cũng được hoặc bằng email tiện chị nhưng mà bắt buộc chúng ta phải KC nha đó bây giờ em sẽ nhấp vào cái dòng trên nè đăng nhập với Google anh chị nhấp vào đây nè, nó sẽ ra cái thông tin như thế này nè. Anh chị sẽ chọn cho một cái Gmail mà chúng ta muốn đăng ký nha hoặc là cái Gmail nào mà chúng ta đã từng tham gia cái sàn Gmetano rồi đó, chúng ta nhấp vào cho em nha. Ở đây anh chị sẽ thấy một cái thông báo như thế này. Ở đây nó có chữ là referral code đúng không? Chúng ta nhấp vào đó. Rồi sau đó anh chị nhập cho em cái code trên màn hình nha, phải có cái code này để tăng cái tốc độ đào. Nếu mà không có thì chúng ta sẽ không có tăng cấp tốc, tốc độ đào ha anh chị nhập cái code cho màn hình rồi sau đó anh chị nhấp vào cái dấu ô vuông nè đó rồi sau đó chúng ta nhấp vào cái chữ hình phim là được anh chị nha chúng ta sẽ qua bước tiếp theo ở đây anh chị sẽ thấy này đó một có một cái thông tin như thế này ở đây có hai cái dòng một ở trên đây là anh chị phải và chúng ta phải cai c nếu như chúng ta không có cái sàn nghiệm methanol ha còn cái dòng dưới là chúng ta có Nè anh chị nhấp vào đây này chúng ta sẽ phải xác minh hai bước, bước 1 và bước 2. Bước 1 Khánh Tri á, chúng ta chọn Việt Nam và bước 2 ID này chúng ta chọn là bằng cái căn cứ công dân ha. Hoặc là bằng bằng lái xe cũng được tùy. Em sẽ quay trở lại. Rồi, anh chị nào có cái sàn rimetano thì bây giờ chúng ta cần phải làm sao? Anh chị vào cái hình người phía trên bên trái nè. Ở đây nó có cái chữ là link Remetano Account mình nhấp vào đây. Ở đây anh chị sẽ nhấp vào cái link with Rip Metano nha. Tức là chúng ta đồng bộ đó. Rồi chúng ta chọn tiếp tục. Đó như vậy là chị thấy nè. Em đã làm xong. Rồi bây giờ chúng ta có thể nhấp vào chữ khanh trên. Hoặc là Trái Trading Now cũng được. Tùy anh chị. Ở đây cái lánh gục chúng ta nhấp vào cái chữ là liệt này. Chúng ta chọn tiếng Việt cho em nha. Rồi đó, xác minh danh tính em đã xác minh xong level 2, rất là nhanh ha, rất là thuận tiện cho anh chị nào mà đã có sàn game Ở đây có ba kênh chính thức, Twitter, Telegram, anh chị có thể join vào nha. Đối với sàn thì chúng ta chỉ là một người một cái tài khoản thôi, tại vì chúng ta cần phải KC. Ở đây anh chị sẽ thấy cái mục là khai thác Savi đúng rồi, chúng ta nhấp vào cái mục khai thác ngay nè. Ở đây á, anh chị nào chưa KC thì chúng ta không có khai thác được. Ha, thì anh chị cứ KC đi, bước một bước hai đơn giản như các sản khác thôi anh chị nhắc vào một khai thác ngay ở đây một cái phiên khai thác của họ là 4 giờ Theo em thấy là em hiểu như vậy thì chúng ta phải chăm chỉ thôi chúng ta phải tranh uh, ch thủ lâu lâu chúng ta vào đây và mỗi phiên chúng ta chỉ được 0.08 sao phi thôi sao vi thôi anh chị thấy nó rất là ít đúng không ạ ở đây á nếu mà anh chị khai thác những cái chuỗi liên tiếp thì chúng ta sẽ được cộng thêm nha tức là chúng ta được tăng á chứ không phải là nó nhỏ nó nó ít như vậy đâu ví dụ 7 ngày là anh chị được 0.42 nè 14 ngày là 0.5, 21 là 0.588, 30 ngày là 1. 1.0 CV, 45 ngày là 1.2. Anh chị nhấp vào xem lịch ở đây thì chúng ta xem nè, cái ngày tháng nè ha. Đó, tức là bốn 4, 4 tiếng chúng ta vào chúng ta khai thác một lần anh chị nha. Nè, chúng ta vào nè. Rồi, bây giờ chúng ta muốn giới thiệu thì anh chị nhấp vào cái mục giới thiệu ở giữa và dưới màn hình ở đây anh chị sẽ thấy này là mỗi người sẽ có một cái code mời khác nhau giống như của em nè 687 86353, hồi nãy anh chị nhập đó cái hai nữa là cái link chia sẻ anh chị uh, nhớ nha anh chị nắm rõ nè cái link này là một cái link để chúng ta đưa cho mọi người đi đúng vào cái app thôi nhưng mà họ muốn đăng ký được là anh chị phải kèm theo cái 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 code mời nha anh chị nắm rõ nha và ở dưới đây sẽ có thông tin người giới thiệu của chúng ta đó hiện tại thì cái sàn này cũng đã cho chúng ta giao dịch rồi anh chị thì nếu mà anh chị giao giao dịch đó, chúng ta đạt được cái số lượng thì chúng ta sẽ được tăng cái tốc độ khai thác nhiều hơn nữa nha ở đây có thông báo là thông báo gì đây quay trở lại. Thì ở đây có một số cái cặp tóc cầm với cái đồng USDT chị ha. ETH BTC XRP DOT nó một số đồng khác đây có cái mục thị trường anh chị vào cái quý mình thì cũng giống như các quý khác thôi nạp rút bình thường đó quan trọng của chúng ta là chúng ta đăng ký để chúng ta khai thác cái đồng sao vi tóc cành sàn này nói chung nó ít nhưng mà giá nó cao là nó ngon còn anh chị khai thác cái đồng nó nhiều nhưng mà giá nó thấp thì cũng vậy đây là kèo sàn thì anh chị thấy được thì chúng ta tham gia ha free hoàn toàn nha anh chị. Rồi, em sẽ phép việc video nha mọi người.